Ban biên tập chương trình Thời sự nhanh mến chào quý vị khán giả, mến chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả và cùng chúng tôi cập nhật kịp thời những thông tin nổi bật đến từ Thời sự nhanh. Mời quý vị cùng tiến tới chuyên mục điểm tin chính và cùng theo dõi. Nóng, sự tin vợ ông Nguyễn Xuân Phúc là trùng cuối đứng sau vụ Việt Á, những bí ẩn được hé lộ. Thưa quý vị và các bạn, mạng xã hội đang dấy lên nhiều thông tin nghi vấn bà Trần Thị Nguyệt Thu, vợ nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, chính là trùng cuối trong vụ bê bối Việt Á nên mới đủ uy quyền sai bảo được Chủ tịch Hà Nội Trung Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Ngoài ra cũng nhiều thông tin trái chiều khác cho rằng Bộ Công an đã triệu tập bà Thu lên làm việc. Tuy nhiên đó chỉ là những thông tin chưa chuẩn xác và thiếu kiểm chứng. Vậy quý vị đã biết gì về bà Trần Thị Nguyệt Thu? Hãy bấm like để cùng theo dõi video chi tiết ngay sau đây quý vị nhé! Theo trang thống kê của Wikipedia, bà Trần Thị Nguyệt Thu là phu nhân của cựu Chủ tịch nước Việt Nam trong nhiệm kỳ Chủ tịch nước của chồng bà là Nguyễn Xuân Phúc từ tháng 4 năm 2021 đến ngày 18 tháng 1 năm 2023, khi ông từ chức giữa một loạt vụ bê bối tham nhũng. Trước đây, bà là phu nhân của Thủ tướng trong nhiệm kỳ Thủ tướng của chồng bà từ năm 2016 đến năm 2021. Bà được biết đến với phong cách thời trang thanh lịch, thường xuyên diện tà áo dài truyền thống của Việt Nam và được báo chí Việt Kiều mệnh danh là đệ nhất phu nhân Việt Nam, còn dân gian gọi là Thu Mẫu Hậu. Kể từ khi chồng là Nguyễn Xuân Phúc lên làm Thủ tướng năm 2016 và làm Chủ tịch nước vào năm 2021, bà đã tháp tùng ông Phúc trong nhiều chuyến thăm cấp nhà nước và tiếp nhiều quan chức nước ngoài, trong đó có việc đón tiếp các đệ nhất phu nhân và phu nhân của các nguyên thủ nước ngoài. Bà được biết đến phong cách thời trang của mình, thường mặc áo dài truyền thống của Việt Nam và luôn kết hợp màu sắc của nó với chiếc cà vạt của chồng. Điều này đã trở thành một cơn sốt trên Internet ở Việt Nam. Trần Thị Nguyệt Thu còn có hai người con với ông Nguyễn Xuân Phúc. Con trai bà là Nguyễn Xuân Hiếu, hiện là Chánh Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Con gái bà là Nguyễn Thị Xuân Trang, sinh năm 1986, là nữ doanh nhân, cổ đông lớn của trường Gateway Hà Nội. Trang kết hôn với Vũ Chí Hùng, hiện đang là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bộ Tài chính Việt Nam. Bà Thu hiện đang nhận được tranh cãi do gia đình bà bị cáo buộc có liên quan đến vụ bê bối Việt Á, liên quan đến hối lộ và xác định giá quá cao bộ xét nghiệm COVID-19, nguyên nhân một phần khiến cho chồng bà từ chức. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ không chỉ người dân Việt Nam mà khắp truyền thông thế giới đều quan tâm tới việc Trung ương đồng ý để cho ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026 theo nguyện vọng cá nhân. Tất nhiên đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Trước khi làm Chủ tịch nước hồi tháng 4 năm 2021, ông Phúc có một nhiệm kỳ làm Thủ tướng từ năm 2016 đến năm 2021, được Trung ương đánh giá là đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống dịch COVID-19, đạt kết quả quan trọng. Tuy nhiên, ông chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ có vi phạm khuyết điểm. Trong đó, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam đã được Quốc hội phê chuẩn cho thôi nhiệm vụ theo nguyện vọng cá nhân. Ba bộ trưởng bị Trung ương đánh giá là có vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng, gồm ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Chu Ngọc Anh, cựu Chủ tịch Hà Nội và ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ông Nguyễn Thanh Long và ông Chu Ngọc Anh đã bị bắt. Còn ông Mai Tiến Dũng bị Ban Bí thư cảnh cáo. Thông cáo nêu, nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, ông Phúc đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu. Niềm tin của nhân dân đối với công cuộc làm trong sạch Đảng là rất lớn. Thực tiễn trong 10 năm, khi mô hình Ban Chỉ đạo Trung ương trực thuộc Bộ Chính trị do Tổng Bí thư đứng đầu, công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực đã có những bước tiến mạnh, đột phá, thể hiện qua những con số tổ chức Đảng, đảng viên mắc sai phạm, bị xử lý số vụ án, bị can khởi tố do tham nhũng hay số tiền bất minh thu hồi được năm sau đều cao hơn năm trước. Riêng trong năm 2022, gần 540 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng và cố ý làm trái. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 47 cán bộ, diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư quản lý, tăng 15 trường hợp so với năm trước. Các kết quả trên thêm một lần nữa khẳng định thông điệp phòng chống tham nhũng tiêu cực sẽ không ngừng, không nghỉ.
Theo Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết, niềm tin của người dân, niềm tin của cán bộ, đảng viên đối với người đứng đầu đảng ta trong cuộc chiến phòng chống tham nhũng tiêu cực ngày càng được khẳng định và phát huy. Tổng Bí thư giữ vai trò như một vị nhạc trưởng, là người dẫn đường, là linh hồn của cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, và điều này được khẳng định từ thực tiễn trong 10 năm qua và những ý kiến phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư trong thời gian qua đã toát lên điều đó. Ông Nguyễn Thái Học cho biết, nhắc lại câu nói của người đứng đầu đảng ta, bản thân mình có trong sạch thì mới chống được tham nhũng tiêu cực. Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, Tổng Bí thư là người nói đi đôi với làm. Ông nói thẳng, nói thật, làm thận trọng, chắc chắn, bài bản, làm đâu chắc đó. Để làm được điều đó thì bản thân Tổng Bí thư là một sự mẫu mực về sự liêm chính. Không những bản thân Tổng Bí thư mà gia đình ông, những người thân của ông cũng thể hiện sự liêm chính như thế thì người dân mới tin được. Người dân không chỉ tin vào việc làm mà còn tin ở con người, diện mạo mới trong công cuộc làm trong sạch đảng. Mục tiêu của cuộc đấu tranh cam go này không chỉ thể hiện ở con số xử lý tổ chức đảng, đảng viên mà mục tiêu cao hơn đó chính là lấy lại niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng, nhà nước. Và thực tế niềm tin ấy đang ngày càng được củng cố khi kết quả xử lý các vụ án, đối tượng tham ô, tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai đều được nhân dân đồng tình và ủng hộ. Theo dõi kết quả các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hay các phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, cán bộ lão thành cách mạng, bày tỏ sự tin tưởng rất cao đối với công cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng. Kể từ khi mô hình Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng tiêu cực trực thuộc Bộ Chính trị do Tổng Bí thư đứng đầu, nhân dân đã thấy một diện mạo mới trong công cuộc làm trong sạch Đảng, trong sạch đội ngũ, bởi chưa bao giờ nhân dân lại chứng kiến sự kiên quyết của Đảng đối với một bộ phận không nhỏ cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, tham nhũng tiêu cực, vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của nhà nước. Thủ tướng Nguyễn Đức Huy là nhân chứng lịch sử nhiều năm cống hiến cho quân đội từ chiến tranh chống Mỹ cho đến cuộc chiến biên phía Bắc, một lòng một dạ theo Đảng sát son với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng Nguyễn Đức Huy cũng như nhiều cán bộ đảng viên lão thành không có mong muốn nào hơn là đất nước phát triển bền vững, công bằng và nhất định phải giữ được sự trong sạch của Đảng. Những cán bộ hư hỏng, thoái hóa thì nhất định phải đưa ra khỏi bộ máy. Ông Nguyễn Đức Huy tin tưởng nói, nhờ sự chỉ đạo lấp lang, phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan chức năng từ kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử nên nhiều sai phạm lẩn khuất từ nhiều nhiệm kỳ trước đã bị đưa ra ánh sáng. Nhiều vùng cấm được gọi tên, bất kể người đó là ai, giữ cương vị gì, chúng ta đã xử lý nhiều việc rất quan trọng, củng cố lòng tin của nhân dân. Đây là điều rất phấn khởi. Nhiều cán bộ, đảng viên cho rằng công cuộc làm trong sạch đảng sẽ còn nhiều cam go, phức tạp nên chúng ta phải làm từng bước, làm đâu chắc đấy. Tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là các ban chỉ đạo ở địa phương cũng phải nhóm lửa, đều huy động tối đa sức mạnh tai mắt của nhân dân cũng như ngọn đèn pha soi sáng khắp mọi nơi, làm cho tệ tham ô lãng phí quan liêu không có chỗ ẩn nấp, ấn tượng với sự gương mẫu, nói đi đôi với làm của người đứng đầu đảng ta. Tiến sĩ Lê Trung Kiên, giảng viên Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, đây chính là nhân tố hàng đầu quyết định sự thành công của công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian qua. Ông Lê Trung Kiên chia sẻ, người dân dành tình cảm rất lớn đối với Tổng Bí thư, bởi trên hết họ tin tài năng, bản lĩnh, đạo đức, sự liêm chính của ông, đặc biệt những chỉ đạo, lời hứa của ông với cử tri, với nhân dân đều được triển khai và thực hiện trong thực tiễn. Ông là một người nói đi đôi với làm, gắn quyết tâm chính trị với hành động thực tiễn rất cụ thể để mỗi cán bộ, đảng viên thấy được trách nhiệm của mình trong xây dựng chỉnh đốn đảng, trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Điều khiến người dân tin đó là Tổng Bí thư là một người có đời tư trong sáng, quyết liệt trong đấu tranh chống tham nhũng, nhưng cũng rất nhân văn, nhân ái, nhân từ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của Đảng, người cộng sản chân chính, hết lòng vì nước, vì dân, là tấm gương sáng cho mọi cán bộ, đảng viên noi theo. Nhiều học giả, chuyên gia chính trị cho rằng, sở dĩ những chỉ đạo của Tổng Bí thư có uy lực lớn, có sức hiệu triệu nhân tâm, là do một phần vì bản thân ông là một tấm gương thực sự liêm chính trong cả công việc và đời sống. Nhiều ý kiến từ Thủ tướng Chính phủ đến các đại biểu Quốc hội, các nhà phân tích cho rằng chiến dịch phòng chống tham nhũng của ông được người dân nhiệt tình ủng hộ. Phòng chống tham nhũng là khát
vọng của nhân dân là trách nhiệm của Đảng cầm quyền đối với nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được coi là người nhóm lò cho chiến dịch mà như ông nói một cách hình tượng là cái lò chống tham nhũng đã nóng lên rồi thì củi tươi là chỉ những đối tượng tham nhũng vào đây cũng phải cháy ở trong nước. Đông đảo học giả trí thức, các tầng lớp nhân dân ủng hộ. Nhà báo Nhị Lê, phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản nói về tính cách và quyết tâm chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Kể từ khi tôi được biết ông cho tới ngày hôm nay, ông vẫn luôn là người dễ gần, giản dị, đến mộc mạc, nghĩa tình, trong sạch, liêm khiết, tận tụy, thủy chung nhưng cũng hết sức quyết liệt và cực kỳ cẩn trọng. Ông luôn lo cho người khác, còn nỗi buồn, nỗi đau ông cố giữ lại cho riêng mình. Khi còn ở tạp chí Cộng sản, đã 3 lần ông bị chảy máu dạ dày. Có lần tôi chứng kiến tay trái ông ôm bụng, tay phải vẫn duyệt bài. Ông không bao giờ kêu ca phàn nàn về bất cứ thứ gì. Cách đây 3 tuần, tôi được Tổng Bí thư gọi lên phòng làm việc của ông. Trong câu chuyện với Tổng Bí thư, tôi có thưa với ông rằng anh đã đánh trống rồi, người dân đang mong anh đánh trống trận. Tổng Bí thư nói đây là hồi trống vào trận chống tham nhũng. Việc Tổng Bí thư gióng lên hồi trống tham nhũng đã đáp ứng được lòng mong mỏi của người dân. Từ năm 2013 cho đến nay, các cơ quan điều tra đã khởi tố mới hơn 19.000 hộ với hơn 4.000 bị can phạm tội về tham nhũng. Kết luận điều tra đề nghị truy tố hơn 1.700 vụ với hơn 4.900 bị can. Cuối năm 2017, lần đầu tiên một cựu ủy viên Bộ Chính trị là Đinh La Thăng đã phải ra hầu tòa vì những sai phạm trong điều hành Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Nhiều dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước cũng bị điều tra về việc riêng. Ông cũng là một người rất liêm khiết. Hiện nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang sử dụng con xe Toyota Crown 1998. Từ thời những năm 90, người thân trong gia đình đều làm công chức ở vị trí rất bình thường. Cuối năm 2009, con trai ông Nguyễn Phú Trọng cưới vợ, khi ấy ông là Chủ tịch Quốc hội. Ông không gửi thiệp mời rộng rãi cho các cán bộ cấp dưới, mà thiệp báo hỷ cũng chỉ gửi cho một số anh em. Sau khi đám cưới đã kết thúc, chỉ có những người cộng sản chân chính mới coi mình là công bậc của nhân dân mới làm được những điều như vậy.